Thưa quý vị và các bạn, đu đủ giống Đài Loan là loài trái cây đang được thị trường rất ưa chuộng do mẫu mã đẹp và giá trị dinh dưỡng cao. Tại Thừa Thiên Huế, giống cây ăn quả này được người dân đưa vào trồng từ năm 2015, trong đó tập trung nhiều nhất ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Ngoài thay thế dần cho những vùng trồng lạc kém hiệu quả, cây đu đủ còn trồng xen canh với cây thanh trà, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều năm trồng lạc kém hiệu quả, cuối năm 2017, hộ gia đình ông Trần Bá Xuân quyết định chuyển đổi sang trồng đu đủ giống Đài Loan xen canh với cây thanh trà. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài trên diện tích 2 sào, ông Xuân kết hợp trồng đu đủ xen canh với khoảng cây thanh trà, bình quân mỗi sào khoảng 100 cây đu đủ và 12 cây thanh trà. Đưa vào trồng thử nghiệm mô hình cây đu đủ Đài Loan từ năm 2015, nhưng năm 2018 là niên vụ được mùa nhất. Ước tính thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng một sào, cao gấp 6 đến 7 lần so với trồng lạc. Tiểu ngang đây á, ta đã thu đạt một sào đến 10 triệu. 10 triệu rồi nè, 10 triệu là bỏ chắc chắn rồi. Nhưng mà cái đu đủ chưa mất đâu. Chưa có mất đâu, chưa có giảm năng suất. Thì nếu như mà không luộc rồi chứ hết á, là khoảng trên 30 triệu đến một sào. Được biết, toàn phường Hương Vân, thị xã Hương Trà hiện có diện tích trồng đu đủ Đài Loan trên 60 sào, với số hộ tham gia khoảng 60 đến 65 hộ. Đây là giống cây ăn quả mới được bà con đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2015. Đến nay, nhiều hộ nông dân nhận thấy được thu nhập và hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt nên đã mở rộng quy mô diện tích. Ước tính mỗi cây cho từ 30 đến 50 kg. Như vậy, với sản lượng đạt 3 tấn một sào. Thời gian từ lúc trồng đến lúc thu hoạch khoảng 7 đến 8 tháng. Trừ mọi khoản chi phí, cho thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng một hecta. Mô hình mà trồng cây đu đủ Đài Loan đấy thì nó cũng đem lại cái kinh tế cho các gia đình cũng khá giả. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà thời tiết thuận tiện thì chắc chắn rằng là nông dân sẽ bội thu và sẽ có cái nguồn thu nhập khá để chi phí trong năm. So ra với cả cái cây thì ví dụ như cây hồ đầu của mình đó thì đúng là cái công bỏ ra rất nhiều, tuy nhiên cái phần thu vô thì ít. Và riêng cái cây đu đủ này thì tôi thấy nó cho năng suất và nó cho cái kinh tế thì được. Sau khi kết thúc niên vụ thanh trà, hiện bà con nông dân đang bước sang thu hoạch đu đủ Đài Loan với thị trường đầu ra khá ổn định. Thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, nhiều nhà vườn được tiểu thương đến thu mua tận nơi. Hiện để giúp bà con nông dân nắm rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc cũng như phương pháp phòng trừ sâu bệnh, hộ nông dân phường Hương Vân đang phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông lâm ngư thị xã Hương Trà tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Hội nông dân sẽ trực tiếp liên hệ với Trung tâm khuyến nông tỉnh để mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là phòng trừ các cái loại sâu bệnh trên cây đu đủ và cách chăm sóc cây đu đủ. Thì hiện nay có một số bà con nhu cầu, thời gian tới thì bắt đầu vụ, hội nông dân phường sẽ trực tiếp mời Trạm khuyến nông lâm ngư của thị xã và mời Trung tâm khuyến nông tỉnh sẽ mở các cái lớp tập huấn để cho bà con tiếp nhận được các cái tiến bộ khoa học để ứng dụng vào cái đu đủ này, đem lại hiệu quả cao hơn cho bà con. Hương Vân là địa phương nằm ven sông Bồ, ngoài điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển đặc sản cây thanh trà, thì nhiều loại cây ăn quả khác cũng rất phù hợp, trong đó có cây đu đủ Đài Loan. Vì vậy, việc nhiều hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lạc kém hiệu quả sang trồng đu đủ kết hợp xen canh với thanh trà là hoàn toàn có cơ sở.